Trong hội nghị thượng đỉnh ba bên tại thành phố Aqaba của Jordan vào tối 10 tháng 1, Tổng thống Ai Cập, Tổng thống Palestine và quốc vương Jordan đã khẳng định bác bỏ mọi ý định cưỡng bức di rời người dân khỏi giải Gaza. Trong tuyên bố cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh ba bên được tổ chức tại thành phố Aqaba của Jordan, quốc vương Jordan Abdullah, Tổng thống Ai Cập, Abdel Fattah el-Sisi và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục gây áp lực để ngăn chặn hành động gây hấn của Israel ở giải Gaza và bảo vệ thường dân Palestine. Các nhà lãnh đạo nhất trí bác bỏ hoàn toàn mọi âm mưu hoặc đề xuất nhằm loại bỏ vấn đề Palestine hoặc ép buộc người Palestine khỏi các vùng đất của mình tuyên bố chung cũng bác bỏ khả năng tái chiếm đóng một phần lãnh thổ giải Gaza hoặc tách Gaza khỏi bờ Tây, đồng thời cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của tình trạng thù địch ở bờ Tây, cũng như những hành vi xâm phạm sự thiêng liêng của tôn giáo, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và có thể khiến tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Các nhà lãnh đạo khẳng định sự cần thiết phải tạo điều kiện cho người dân giải Gaza trở về nhà của họ, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế đảm nhận trách nhiệm thực thi các nghị quyết quốc tế liên quan, đặc biệt là các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Hội nghị thượng đỉnh cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo cung cấp hàng viện trợ và viện trợ nhân đạo cho Gaza một cách lâu dài và đầy đủ nhằm giảm bớt tình trạng nhân đạo bi thảm mà người dân giải đất này đang phải trải qua. Cho đến nay, Israel chưa đạt được các mục tiêu cuối cùng như tuyên bố. Tuy nhiên, giao tranh đã khiến hơn 23.000 người Palestine thiệt mạng, trong đó phần lớn là dân thường. Trước nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang thực hiện chuyến công tác tới một loạt các nước Trung Đông để tìm cách giảm căng thẳng đồng thời bắt đầu thảo luận về tương lai của giải gaza trong thời kỳ hậu chiến